Thưa quý vị, ve hay ve sầu còn gọi là trách thiền, kim thiền hay kim thuyền, là một siêu họ côn trùng có đầu to, hai cánh trong có nhiều vân. Ve sầu là loài sâu bọ được nhiều người biết đến nhất với hình dáng đặc biệt, có cái đầu lớn và khả năng tạo ra âm thanh rỉ rả, inh ỏi suốt mùa hè. Theo Đông y, thiền thoái có vị ngọt, mặn, tính hàn. Vị thuốc thiền thoái từ xác ve sầu thường dùng trị cảm mạo phong nhiệt, đau họng, tiếng khàn, sởi không mọc, phong chuẩn ngứa, đinh nhọt xương độc, mắt đỏ có màng, trẻ khóc dạ đề, kinh phong, vân vân. Theo kinh nghiệm dân gian, người ta dùng ve sữa non để làm thuốc. Ve sữa non còn gọi là nhộng ve, là dạng ấu trùng sống ở dưới đất, có thân tròn, dài, mập ú, chưa mọc cánh và chân, căng đầy sữa non, màu nâu nhạt. Khi dùng, đem ve sữa tẩm bột, chiên giòn mà ăn, hoặc ngâm ve vào rượu thuốc trong nhiều ngày mới uống. Nhộng ve sầu được chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn, giàu chất dinh dưỡng và hợp khẩu vị nhiều người, như rang, chiên bột, xào gốc hành hoặc củ hành, nấu cháo nước cốt dừa, vân vân. Ve sữa non là thuốc bổ cho mọi lứa tuổi. Đàn ông tuổi trung niên dùng ve sữa non thấy cơ thể sung mãn, tinh lực dồi dào, thần khí mạnh mẽ. Ngoài giá trị dinh dưỡng, nhộng ve sầu còn có giá trị dược liệu rất cao. Theo y học hiện đại, ve sữa chứa một số lượng lớn chitin được dùng như một loại thuốc chống lão hóa, chống ung thư và thực phẩm tăng lực. Ngoài ra, chitin còn giúp mạnh gan, điều hòa huyết áp, giảm đau, cầm máu, khử trùng, cải thiện bệnh tiểu đường, nâng cao với vai trò của tiêu hóa, thậm chí có thể sử dụng làm da nhân tạo, dây chằng nhân tạo và các nguyên liệu khác. Tuy nhiên, do nhiều người ăn nhộng ve bị ngộ độc, nên khuyến cáo chỉ nên bắt ve cách mặt đất vài chục cm, tránh bắt ve đào dưới đất có thể bị nhiễm nấm, hoặc các vùng không bị ảnh hưởng thuốc trừ sâu, phân hóa học. Trước khi chế biến, nên ngâm nước muối pha loãng khoảng 20 đến 30 phút để khử nấm, tránh bị ngộ độc. Nhộng ve sầu là món đặc sản hấp dẫn và nhiều dinh dưỡng, chỉ có khoảng thời gian ngắn trong năm. Món ăn này không phải có tiền là mua được, mà còn mang đến thú vui khi được đi soi bắt ve vào lúc chập tối và chờ được thưởng thức món nhộng ve với một hương vị dân dã khó quên. Cảm ơn bạn đã xem. Mời bạn đăng ký kênh để theo dõi các video mới nhất về tử vi, phong thủy và sức khỏe. Chúc bạn nhiều niềm vui, thành công trong cuộc sống.